Xin chào các bạn, lại là kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với chuỗi series những câu đố thử thách trí tuệ giúp bạn xả stress hiệu quả. Nào, trước tiên hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cuộc sống hiện đại với rất nhiều những áp lực, hãy xả stress bằng cách cùng thử thách trí tuệ giải những câu đố vui trong thời gian nhanh nhất cùng bọn mình nhé. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên nào. Các bạn hãy tìm vỏ trứng khớp với vỏ trứng số 1 nhé. Ai đã tìm ra được câu trả lời thích hợp nào? Mọi người thật sự rất tinh mắt. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Lại là một câu đố, bắt buộc chúng ta phải có độ tinh mắt cực kỳ cao nha. Các bạn hãy đoán xem đâu là bàn tay bên trái. Wow, các bạn tìm ra nhanh thật đấy, chúc mừng các bạn nha. Hãy cùng đến với câu hỏi số 3 nào. Hình mũi tên trong hình nào có cùng hướng với nhau? Hết giờ rồi, các bạn đã đoán ra được chưa nào? Dành tặng các bạn một tràng pháo tay vì đã tìm ra được câu trả lời nhé. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi số 4 nhé. Từ nào không giống với những từ còn lại? Wow, quả thật câu hỏi này không thể làm khó được các bạn. Chúc mừng mọi người nhé. Nào nào, cùng tập trung để đến với câu hỏi số 5 nào. Trong các hình dưới đây, hình nào khác so với những hình còn lại? Các bạn có bị hoa cả mắt không? Chứ mình thì không đoán ra được đó. Wow, nếu ai tìm được câu trả lời thì thật sự người đấy rất tinh mắt. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 6 nhé. Hình nào khác với hướng của các hình còn lại? Chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án nha. Các bạn thật sự rất giỏi. Cùng tiếp tục với câu hỏi số 7 nào. Với các phép tính dưới đây, hãy tìm con số chính xác. Chúc mừng các bạn đã tìm ra được câu trả lời nha. Dành tặng các bạn một tràng pháo tay thật lớn nào. Cùng nhau tiếp tục đến với câu hỏi số 8 nha. Áp dụng phép tính toán để tìm được con số điền vào dấu hỏi chấm. Ôi, mình yêu các bạn quá đi vì câu hỏi nào cũng không làm khó được các bạn. Chúc mừng các bạn vì đã tìm được câu trả lời nhé. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 9 nào. Sử dụng tư duy logic để tính ra được con số phù hợp. Một bài toán khó như vậy mà các bạn cũng đã tìm ra được câu trả lời rồi. Ai đã đoán ra được kết quả trùng với màn hình nào? Chúc mừng các bạn nhé! Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Suy luận để tính được con số chính xác. Mình vẫn chưa kịp tìm ra đáp án thì các bạn đã đoán ra được rồi sao? Vậy thì dành tặng cho các bạn một tràng vỗ tay thật lớn nha! Nào, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng nha! Nhanh chóng tìm ra con số chính xác phù hợp với các phép tính. Vậy là các bạn cũng đã tìm ra được đáp án. Hãy so sánh kết quả với màn hình nha. Lại tiếp tục dành tặng cho các bạn một tràng pháo tay vì sự tài giỏi và thông minh của các bạn. Hãy cho bọn mình biết cảm nghĩ của các bạn khi tham gia những trò chơi của Đố Vui Nhanh Trí bằng việc bình luận ở dưới video nhé. Và bên cạnh đó, hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye!